Mình không nghĩ được là một bộ phim Việt Nam ấy mà lại có thể chạm đến nhiều cảm xúc như thế. Chắc cho 10 điểm luôn. 10 trên 10. Điểm 10 là rất là xứng đáng. 8,7 trên 10. Chắc chắn là phải 10 điểm rồi. 10 trên 10. Phẩm mà nó đem lại cho mình quá nhiều cảm xúc. Thật sự là cảm thấy trôi qua rất là nhanh và mình hưởng thụ từng giây phút của bộ phim. Charlie rất là xúc động khi mà xem phim em và Trịnh. Rất là ấn tượng về phần âm nhạc. Bộ phim cũng rất là đẹp, không có gì để chê cả. Tất cả các bài hát trong phim đều khiến mình phải lắc lư theo nhạc và mình cảm thấy sao mà nghệ sĩ lại đa sầu đa cảm, dễ yêu và dễ thương như thế. Cái nhân vật mà Dũng yêu thích nhất đấy chính là nhân vật của Bùi Lan Hương với vai Khánh Ly. Thật sự là hôm nay rất là bất ngờ. Charlie rất là tò mò ở trong phim Trịnh Công Sơn sẽ còn những câu chuyện gì chưa kể. Và chắc chắn là Charlie phải xem. Khi mà ngồi xem phim thì anh chắc chắn là anh sẽ mua vé để mời mẹ anh và các cô anh xem. Bởi vì những người đó là những người đã rất quen thuộc với cả cô Giao Ánh cũng như là cô Diễm. Với mình thì đây là một cái trải nghiệm rất trọn vẹn khi mình đã được xem bản hơn 130 phút và sau đó thì mình sẽ đến với bản 90 phút. Mình nghĩ là đây cũng sẽ là một lời gợi ý với các bạn khán giả. Nếu mà các bạn khán giả muốn xem mà không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu giống như mình. Những ai yêu nhạc Trịnh và đặc biệt là những bạn trẻ mà chẳng may chưa cảm nhận được hết nhạc Trịnh thì tôi khuyên các bạn nên thực sự là nên đi xem bộ phim này. Tôi mong rằng là phim này sẽ đến với tất cả những người Việt Nam, Hà Nội và những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Mùi Tạt nghĩ rằng đây là một trong những bộ phim Việt đáng xem nhất trong năm nay. Hy vọng là mọi người sẽ ra rạp để đón xem không chỉ là Em và Trịnh mà còn là bộ phim của Trịnh Công Sơn. Mọi người ơi, hãy ra rạp xem ngay phim luôn nhé, phim hay lắm.